nay thì mình sẽ làm hai củ khoai tây. Cho 2 lít nước vào trong thau. Một muỗng cà phê muối. Cho 3 muỗng canh giấm. Giấm cũng sẽ giúp cho khoai tây chiên được giòn hơn. Mình sẽ ngâm khoai tây 10 phút, sau đó đem đi rửa lại và để cho thật là ráo nước. Hoặc là các bạn có thể dùng khăn giấy để mình thấm khô. Nếu mà các bạn không có để cho ráo nước thì khi mình chiên nó sẽ bị văng dầu nha. Mình chờ cho dầu nóng thì sẽ cho khoai tây vào chiên. Và khi chiên khoai tây mình muốn cho khoai được giòn thì mình sẽ chiên với nhiều dầu nha. Dầu nó phải ngập khoai thì nó mới giòn được nha các bạn. Còn nếu mà mình chiên với dầu ít thì khoai của mình nó sẽ không giòn được đâu. Đó, mình cho đũa vào trong dầu thử. Mình thấy như vậy là được rồi. Mình sẽ chia ra chiên 2 lần, không có chiên nhiều quá cùng một lúc. Một lúc mà mình chiên nhiều quá khoai nó cũng không được giòn nữa. Rồi mình sẽ chiên lửa trung bình, để lửa số 6, để cho khoai nó chín từ từ và nó chín đều từ trong ra ngoài luôn. Nó mình chiên nãy tới giờ thì khoai tây bắt đầu nổi lên rồi nè. Để cho khoai tây được giòn thì mình sẽ chiên 2 lần nha các bạn. Có nghĩa là lần thứ nhất mình sẽ chiên khoai tây 7 phút và mình gắp ra, sau đó mình để nguội ở bên ngoài từ 10 đến 15 phút. Rồi mình sau 10 15 phút mình mới cho trở vào trong chảo và chiên lại lần thứ hai. Như vậy thì khoai tây của mình nó mới được giòn ha. Và nó sẽ giòn lâu hơn nữa. Đó, nãy giờ mình chiên là 6 phút rồi nè.
Rồi mình cứ tiếp tục chiên cho đủ 7 phút. Rồi, mình chiên được 7 phút rồi, bây giờ mình gấp khoai tây ra. Mình gấp ra rổ nha các bạn, để cho dầu mỡ đó nó chảy xuống, nó không có đóng, không, nó không có động lại ở trên dĩa và làm cho khoai tây nó bị mềm. Mình cho ra rổ thì nó thông thoáng hơn và nó có không gian để cho chảy cái dầu xuống đó. Rồi bây giờ mình sẽ để nguội khoảng 10 đến 15 phút, sau đó mình sẽ chiên lại lần thứ hai. Rồi sau 15 phút mình sẽ cho khoai trở vào chiên lại lần thứ hai, cũng với lửa số 6 luôn nha các bạn. Khi chiên khoai được 2 phút rồi thì ở cái phút cuối cùng mình sẽ tăng lửa lên số 7. Mình mở lửa lớn hơn để cho nó ép dầu ra đó, cho khoai nó giòn. Và sau khi mở lửa lên số 7 thì mình sẽ chiên thêm 1 phút nữa là mình gấp ra được rồi. Rồi bây giờ mình gấp khoai ra, và các bạn lưu ý là trong lúc mình gấp khoai mình cũng để lửa, mình không tắt nha các bạn. Tại vì nếu mà mình tắt lửa đó thì nhiệt độ hạ đột ngột, khoai của mình nó sẽ nhanh mềm lắm. Khi nào mình gấp khoai ra hết rồi thì mình hãy tắt bếp. Đó, khoai mình chiên xong rồi nè, nếu thích thì các bạn có thể cho một tí xíu muối lên trên khoai cho nó mặn mặn đó. Các bạn thấy mình xốc lên không, nó kêu rạo rạo như vậy là giòn lắm luôn á. Mình sẽ cho ra dĩa. Đĩa khoai tây vàng ươm luôn, ngon ơi là ngon. Để mình ăn thử một miếng ha. Giòn lắm luôn các bạn. Khoai tây này thì mình ăn chung với tương cà ha. Quá ngon luôn. Mình tin là các em nhỏ sẽ rất là mê món ăn này luôn đó. Cảm ơn anh chị em và các bạn đã xem hết video clip này. Nếu như anh chị em và các bạn thích cách làm này của mình thì bấm like, share và đăng ký kênh, cũng như bấm chuông để ủng hộ cho kênh của mình. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong món ăn lần sau.